Tôi chỉ chia sẻ những cái điểm quan trọng ở trong cái sự chết của Chúa Giêsu nhất mạnh những điều đó. Rồi chúng ta sẽ đi qua, bởi vì chúng ta cũng không lạ gì về cái sự chết, sự chôn và sự sống lại của Giêsu. Theo cái niềm tin phổ quát thì Chúa Giêsu ngài bị bắt và bị bắt vào tối thứ năm và đóng đinh vào sáng thứ sáu. Đó là cái niềm tin phổ thông. Nhưng mà khi chúng ta tra ký cũ tra cứu kỹ tra cứu kỹ thì Chúa Giêsu không phải là bị bắt vào tối thứ năm. Nhưng mà ngài bị bắt và bị đánh đập từ tối thứ thứ ba, đúng là thứ hai là ngài đã bị bắt rồi. Qua một đêm thứ ba, qua đêm thứ tư tới tôi nhầm. Bên ngài bị bắt vào đêm thứ ba tối thứ ba thứ tư. Không. Bị bắt vào tối thứ hai. Đúng ra là ngày bị bắt vào tối thứ hai. Tại vì ở đây nó là tuần lễ Sa-bát, chứ nó không phải là ngày Sa-bát bình thường. Cái câu kinh thánh dựa vào để chúng ta có thể hiểu được điều này đó là ở trong Giăng đoạn 19. Câu số 31. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể. Dân Israel có hai cái Sa-bát. Sa-bát bình thường đó là ngày thứ bảy trong tuần. Nhưng Sa-bát trọng thể đó là tuần lễ Sa-bát trước lễ vượt qua. Thì cái tuần lễ Sa-bát là bắt đầu từ ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày sắm sửa cho ngày Sa-bát. Khởi đầu bước vào trong ngày thứ hai là ngày Sa-bát. Cho nên rằng là ở đây đó là Chúa Giêsu ngài bị bắt từ vào tối thứ hai. Và ngài phải chuyển qua bên thầy tế lễ Anne, rồi qua Phi Lát, chuyển qua chuyển lại như vậy đó là cả hai đêm, chứ không phải là chỉ có một đêm trong một đêm thôi. Tại vì nếu như so sánh cái đoạn đường mà đi bộ từ cái chỗ bị bắt ở Gethsemane rồi chuyển qua và Phi Lát rồi đủ quyết định thì không ai có đi nổi hết. Rồi Chúa Giêsu bị đánh đập. Và chúng ta biết là cái sự đánh đập của Chúa Giêsu đến mức độ là ngài bị khủng khiếp, tức là đến nỗi là da đã khô luôn. Những cái vết thương đó. Nó bị chảy máu và phải phơi ở trên cái cây mộc hình. Thì trong cái niềm tin phổ thông thì Chúa bị bắt vào tối thứ năm. Nửa đêm thứ năm. Đó là niềm tin phổ thông theo như bài học của chúng ta đây. Rồi cho tới khoảng giờ thứ ba buổi sáng đó là đóng đinh, và giờ thứ chín thì người ta hạ xác Chúa xuống để mà chôn. Ở trong đây thì có ghi hết rồi, nhưng mà tôi muốn anh chị em suy gẫm lại cái lời của Chúa Giêsu nói. Chúa nói rằng là giống như là Jonah bị ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm thì con người cũng ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Như vậy thì nếu anh chị em theo cái niềm tin cũ thì Chúa Giêsu chịu chết, nếu như ngày thứ 6 ngày chịu chết cho đến sáng Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì nó mấy ngày mấy đêm? Có phải 3 ngày không ạ? Matthew đoạn 12 câu 40. Vì Jonah ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người ở trong lòng đất 3 ngày
ba đêm. Như vậy thì ba ngày ba đêm nó phải rõ, đúng không ạ? Giả sử Chúa Giêsu sống lại trong ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì đối với người Do Thái đó là 6 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều hôm sau là tính một ngày. Vậy thì nếu Chúa Giêsu sống lại ngày thứ nhất trong tuần lễ thì cho rằng Ngài sống lại trong đêm hôm đó, trong đêm của ngày thứ bảy, thì như vậy chỉ có một ngày rưỡi thôi, đúng không ạ? Nguyên một ngày thứ bảy và tối một đêm thứ sáu, tại vì tương tương sáng là Chúa đã sống lại rồi, thì nó có một ngày rưỡi thôi. Như vậy thì nó không có đúng với cái lời của Chúa Giêsu ngày nói tiên tri là ta làm Jonah ở trong bụng cá ba ngày ba đêm thì con người cũng ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Nhưng mà chúng ta ngược tính tính ngược lại, ví dụ Chúa Giêsu sống lại vào trong đêm thứ bảy thì đêm thứ bảy trở lại đêm thứ sáu là một ngày một đêm, phải không ạ? Đêm thứ sáu trở lại đêm thứ năm là một ngày hai ngày hai đêm, đêm thứ năm trở lại đêm thứ tư là ba ngày ba đêm. Như vậy đúng là Chúa Giêsu phải chết vào lúc giữa trưa ngày thứ tư, tại vì đây là tuần lễ Sa-bát chứ nó không phải là ngày Sa-bát. Tại vì chúng ta bị lầm lẫn ở chỗ cái ngày Sa-bát, thì cái ngày Sa-bát đó là chỉ là thứ bảy, nhưng ở đây là Sa-bát trọng thể, nó là thì nó phải được gọi là tuần lễ Sa-bát chứ không phải là ngày Sa-bát được. Cho nên chiếu theo cái điều này thì Kinh Thánh hoàn toàn chính xác. Là Chúa Giêsu chịu bị chết vào trưa, Ngài bị đóng đinh vào sáng thứ tư, và cho đến 3 giờ chiều thì Chúa chết và hạ xác. Chôn vào lúc 6 giờ chiều là chôn. Và Ngài có phải bị hai đêm nhục hình là đêm thứ ba và đêm thứ hai Ngài bị nhục hình. Cho nên là Ngài phải bị bắt vào nửa đêm thứ hai. Nửa đêm thứ hai mình bị bắt. Ngày thứ nhất của tuần lễ, rồi đó là ngày sắm sửa, rồi xong tới là tuần lễ Sa-bát. Thì như vậy thì đúng là ba ngày ba đêm luôn. Cho nên đa phần thì chúng ta chỉ kỷ niệm sự thương khó thôi. Chúa không muốn chúng ta không cần phải làm đúng cái ngày, cái giờ, không phải như thế. Bởi vì sự thương khó của Chúa đó, Ngài đã hoàn tất rồi. Thông qua sự thương khó đó thì chúng ta được sự cứu chuộc, được sự tha thứ. Thương khó không phải để chúng ta ủ rũ xót xa, nhưng thương khó là chúng ta để trở lại để chúng ta hiểu và chúng ta cảm tạ Chúa về những điều Ngài đã làm chúng ta. Và đồng thời anh chị em sẵn sàng có dự phần trong sự thương khó của Chúa Giêsu hay không mới là quan trọng. Còn nếu chúng ta nói yêu Ngài, chúng ta tin Ngài mà chúng ta không dự phần vào sự thương khó, như sứ đồ Giăng ông nói, xin lỗi, sứ đồ Phi-rơ ông nói như thế nào ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Câu 3, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng vui mừng nhảy nhót. Như vậy khi chúng ta chấp nhận bị chịu hoạn nạn, chịu thử thách, đó chính là anh em dự phần trong sự thương khó của Chúa. Chứ không phải chúng ta dự thương khó là chúng ta dự cái ngày thương khó. Và nếu dự ngày thương khó thì chúng ta phải nhớ sự chết của Chúa và rao sự chết ấy cho tới lúc Ngài đến. Thì đó mới là cái điều mà chúng ta dự sự thương khó thật. Trong cái lễ vượt qua này thì nó có một cái những cái ý nghĩa rất đặc biệt ở đây. Anh chị em cùng mở ra ở trong sách Xuất Ký Tục Ký chương 12. Xuất chương 12. Rồi xin mời một người đọc giúp tôi từ câu số 1 cho đến hết câu 13.
Thôi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Để tôi đọc cho nhanh nè. Sao miếng này nó hơi, cái từ nó ngữ nó hơi khó quá, thấy không? Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua Sipto, hành hại mọi con đầu lòng Sipto, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Đây là cái lễ vượt qua mà Chúa Ngài thiết lập để đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ý nghĩa của từ vượt qua có nghĩa là vượt qua, không có sự định tội, không có sự tiêu diệt, không có sự hủy diệt. Trong khi những con trai đầu lòng của xứ Ai Cập thì đều bị diệt hết. Từ chiên, bò, lừa, súc vật cho đến con trai đầu lòng, kể cả con của vua cũng bị giết. Và cái con đầu lòng của người Ai Cập bị giết, nhưng mà con đầu lòng của Israel thì được cứu. Mà Chúa nói kể từ đó thì có con đầu lòng của Israel thuộc về Đức Giê-hô-va, hay là con trưởng thì thuộc về Đức Giê-hô-va. Đây cũng là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho chúng ta. Tôi và chị em được cứu, chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta được gọi là con trưởng. Chúa Giê-xu là gọi là con cả giữa nhiều anh em. Ngài là sống lại, người sống lại từ trong cái chết lần đầu tiên. Cho nên tất cả chúng ta đều là con trai của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều là con trưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về hội thánh của những con trưởng. Và hội thánh của những con trưởng là hội thánh được biệt riêng ra cho Chúa. Hội con trưởng là phải thuộc về Đức Giê-hô-va. Cho nên khi anh em tin nhận Chúa, hoặc là anh em giúp đỡ cho người ta tin nhận Chúa, thì anh chị em cũng phải cho người ta biết rằng chính anh chị em đã thuộc về Chúa rồi. Tại vì sao? Chúng ta bị bán rồi, nhưng mà bây giờ Chúa chuộc chúng ta. Ngài chuộc bằng huyết. Thì cái ý nghĩa của chiên con của lễ vượt qua ở đây, đó là hình ảnh về Chúa Giê-xu. Như là Giăng Baptist nói ở trong Giăng đoạn 1 câu 29: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Cái lễ vượt qua ở đây là một cái sự khởi đầu mới cho một dân tộc được giải phóng ra khỏi ách nô lệ. Ở trong câu 1 câu 2: tại Sipto, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se A-rôn rằng: này tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Đúng ra trong cái thời gian này đó, cái tháng này là nó thuộc về tháng 4. Cái tháng này nó là nằm thuộc về tháng 4, chứ nó không phải là tháng giêng. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Điều đó muốn nói là cái gì? Một người tin nhận Chúa, dù cho tin vào tháng nào, dù cho tin vào tuổi nào, thì chúng ta cũng là một tạo vật mới ở trong Đấng Christ. Chúng ta khởi đầu một cái chương trình mới, khởi đầu một công việc mới, khởi đầu một cái cuộc sống mới. Mà chúng ta cũng có một người cha mới. Cho nên ma quỷ nó không còn có quyền ở trên những người được chuộc bằng huyết của chiên con nữa. Và ở đây khi nói về chiên con thì chúng ta thấy như thế này. Hãy nói toàn cả hội chúng Israel: đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên. Nếu nhà ít người quá, ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Chiên con không ăn riêng cho một mình, mà chiên con ăn trong sự chia sẻ. Anh em tin nhận Chúa rồi, anh em ăn thịt chiên con rồi, thì anh em đừng ăn một mình, anh em phải chia sẻ cho người khác. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Ăn không hết thì phải chia sẻ. Đúng không? Mình tin Chúa, nhà mình thì mình đừng có hưởng phước của mình, đừng có hưởng cứu rỗi mình, mà chúng ta phải chia sẻ cho người khác để biết về chiên con của lễ vượt qua, đó là Chúa Giê-xu. Các người bắt trong bầy hoặc là trong bầy dê hoặc bầy chiên, chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên chẳng tì vết chi. Cái tuổi giáp niên ở đây nói với con vật thì nó tương đương với cái tuổi trung niên của con người. Chúa Giê-xu ngày khởi hành thi hành chức vụ vào năm 30 tuổi, và cho đến năm 33 tuổi thì Chúa Giê-xu ngài hoàn thành cái công tác của ngài trên đất và ngài chịu giết. Rồi đoạn để đến ngày 14 tháng này,
rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Đó, anh chị em thấy rằng là cái sự thương khó Chúa Giêsu thì ngài chết vào lúc chiều tối, từ 3 giờ chiều, là khi người ta kiểm tra lại thấy thì Chúa đã chết rồi. Cho nên là Joseph mới xin cái xác của Chúa để đem chôn. Và kể bắt đầu từ tối, chiều tối đó đến 3 ngày 3 đêm sau thì Chúa Giêsu mới sống lại từ trong cái chết. Những người phê bình kinh thánh họ tìm cái lỗi và họ nói rằng cái này là tại vì Chúa bị đánh, bị đập, đau đớn quá, rồi giống như là chết lâm sàng. Rồi khi bể trong cái phần mộ nó lạnh, cái mát á, cho nên là Chúa tỉnh lại. Chúa tỉnh lại và sau một ngày tỉnh lại phục hồi, Chúa mới lăn hòn đá rồi Chúa thay hình đổi dạng trốn đi nơi khác. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là họ đã cắt bao nhiêu lính canh, cả trung đội lính canh, mà cái tảng đá lớn lắm, tảng đá đó là con người, là mấy người phải lăn chứ không phải là một hai người được đâu. Mà bây giờ cái người bị đánh, bị đập, bị đau đớn như vậy, sức nào để mà lăn? Rồi lăn nếu đưa ra được, làm sao mà thoát qua tụi lính canh này? Thì họ mới nói là mấy tụi lính canh đã ngủ gục. Ngủ gục rồi, cho nên là Chúa đã mở cái cửa mộ để Chúa đi. Thì họ nói như vậy. Bây giờ mình tin cái người, tin cái lời Chúa nói hay là tin cái lính canh nó ngủ gục? Bây giờ thằng lính canh nó ngủ gục, sao mà nó chứng kiến được cái việc mà Chúa lăn hay không lăn? Giống như là vỡ tim á, nó là vỡ tim á, là chết chết thật á. Đó là cái sự vô tính. Họ tìm cách để họ phá đổ đức tin của những người mới tin nhận Chúa. Nhưng điều đó nó không quan trọng đâu. Bây giờ chúng ta đi đến cái điều quan trọng này. Chúng ta thấy ở đây đoạn, xin lỗi, câu 7. Họ sẽ lấy huyết môi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con. Họ lấy huyết, giả sử như căn nhà. Đây, căn nhà. Thì giả sử như đây là cái cửa chính đi vào, thì ở đây là cột cửa, hai cái cột. Rồi cái mài cửa nằm đâu ạ? Đây, cái mài cửa nằm đây. Đó. Thì ông Môi-se ông mới lấy huyết của con chiên này, ông mới nhúng, quét đèn cái, quét đèn cái, quét đèn cái, là bôi trên hai cột cửa và cái mài cửa. Bôi trên cột cửa, mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con. Nhà nào có ăn thịt chiên con, tin và ăn thịt chiên con, có giết chiên con thì mới có huyết, và có huyết thì mới ăn thịt chiên con, thì nhà đó mới được lấy huyết đó bôi trên mài cửa và hai cột cửa. Rồi tiếp theo nha. Một chút tôi sẽ giải thích về biết huyết bôi trên mài cửa và hai cột cửa có nghĩa là gì. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Như vậy cái cách họ ăn thịt chiên con là ăn thịt gì ạ? Thịt quay. Thịt quay. Rồi ăn với cái gì? Bánh không men. Và rau đắng. Đây. Họ ăn thịt quay. Rồi chúng ta xem câu quay như thế nào đây. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống. Tức là không được ăn nửa chín nửa sống. Lưu ý hai cái này ha. Nửa chín nửa sống. Nhưng mà sao?
cũng không được luộc và không luộc. Luộc xe chứ hả? Nhưng phải quay trên lửa cả. Quay trên lửa cả. Cái gì nữa? Đầu, giò, bộ lòng. Rồi. Ngươi chớ để chi còn lại sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải như vậy, dây lưng cột chân băng dài, tay cầm gậy ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua. Chúng ta biết là chiên con lễ vượt qua đó là ở trong cựu ước là bóng, còn tân ước là hình. Hình thì ở trong Đấng Christ. Như vậy chiên con lễ vượt qua, sứ đồ xin lỗi, Giăng Baptist nói rằng đây là chiên con của lễ vượt qua khi ông chỉ Chúa Giêsu, Ngài là chiên con của lễ vượt qua. Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, Ngài đến là chiên con của Đức Chúa Trời. Chiên con này, Kinh Thánh nói rằng chiên con được giết từ buổi sáng thế. Có nghĩa không phải đến bây giờ thì mới giết chiên con này, hay là đến khi Chúa Giêsu chịu chết mới chiên con mới chịu giết. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu là chiên con chịu giết từ buổi sáng thế. Anh chị em có biết điều đó không? Chúng ta xem ở trong truyền đạo, xin lỗi, Khải Quyền. Sáng nay tôi căng thẳng quá cho nên bây giờ nó bị lộn lộn hoài. Khải Quyền chương 13 câu 8. Khải Quyền 13 câu 8. Nha. Như vậy cái kế hoạch của Đức Chúa Trời là từ buổi sáng thế, chứ không phải là làm tới đâu rồi phải sửa tới đó, không phải như vậy. Đó là kế hoạch trọn vẹn của Ngài. Vậy thì chiên con ở trong cựu ước này đó là bóng của những việc sẽ tới. Trong Côlôse chương 2 nói rằng là tất cả những điều đó là bóng, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Như vậy khi chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta muốn hiểu được cái này thì chúng ta phải hiểu được Đấng Christ. Chúng ta hiểu được câu chuyện Chúa Giêsu chịu chết, câu chuyện Chúa Giêsu bị bắt như thế nào, Ngài đổ huyết ở làm sao và Ngài chịu chết như thế nào thì chúng ta mới hiểu được cái này. Ai đã đọc hết sách bốn sách Phúc Âm rồi ạ? Matthew, Mark, Luca, Giăng đọc hết rồi. Dạ. Yeah. Nếu mà anh em chưa đọc hết nữa là chắc cho anh em nghỉ luôn đó. Rồi. Thì anh chị em biết về cái sự chết của Chúa Giêsu phải không? Dạ. Yeah. Bị bắt. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu bị quay đâu. Chúa Giêsu đâu bị quay. Hoàn toàn không có. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu như thế nào ở trong cái văn đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta thấy cái sự chết của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu bị đánh, bị đập, máu nó chảy ra, phải không? Rồi từ 9 giờ sáng đóng đinh cho tới 3 giờ chiều thì chúng ta tưởng tượng cái màu da nó là màu gì ạ? Đó là màu thịt quay phải không ạ? Anh em đã từng như vậy chưa? Cái màu, cái máu đó nó khô lại và nóng, với sức nóng đó, nóng của Spartan là kinh khủng rồi. Đêm thì lạnh mà ban ngày thì nóng, và nó làm cho da nó bị, nó là bị giống như là nâu lên, nứt ra như là thịt quay vậy đó, như là chiên quay vậy đó. Đó là nói về sự thương khó. Cái màu của quay là nói về sự thương khó mà Chúa Giêsu phải chịu. Đó là sự thương khó. Rồi chúng ta thấy ở đây nói về chúng ta phải ăn cái thịt chiên con này cùng với bánh không men và rau đắng. Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh, ở trong Giăng thì Ngài nói là Ngài là bánh từ trời xuống. Và ai mà ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài thì sẽ được sống trong ngày cuối cùng. Giăng đoạn 6. Câu 50-51, đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ được sống vô cùng. Và bánh ấy mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Câu 54, ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Khi Chúa Giêsu đang nói đó, Ngài vẫn đang đứng đó. Có ai lại cắn thịt của Ngài để ăn không? Có ai
đâm cái lấy huyết của Ngài để uống không? Không, không có. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng là ai ăn thịt và uống ta phải ăn thịt của Chúa, uống huyết Chúa. Là gì? Chúng ta đâu có uống huyết Chúa đâu. Chúng ta tin thì chúng ta nhận, thì huyết đó là giá chuộc. Còn ăn thịt của Chúa đó chính là ăn lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chúng ta phải xẻ thịt Chúa để chúng ta ăn. Không có, không có ai mà xẻ thịt Chúa hay là huyết Chúa cả. Như vậy ăn thịt chiên con quay này chính là lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời. Và ăn với lại bánh không men. Chúng ta xem ở trong Côn Tô Nhất chương 5. Bánh không men đây là gì đây? Câu số 7. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hãy hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men. Như anh em là bánh không men vậy, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Như vậy bánh không men đây là gì? Đó là chiên con lễ vượt qua đã bị giết, và bánh không men là sự thật thà của lẽ thật. Chính chúng ta cũng là bánh không men. Chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, rồi từ chúng ta chia sẻ lời Chúa ra cho người khác. Để có thể có bánh không men này thì sao? Anh em phải dẹp cái gì ạ? Dẹp bỏ men cũ. Men cũ là men gì? Gian ác, độc dữ. Đây là cái men cũ. Chúng ta không thể nào để men cũ mà có thể có bánh không men được. Cho nên vì sao mỗi đời sống của tôi và anh chị em, có những người tin Chúa rồi nhưng mà một chút men là nó dậy cả đống bột lên nè. Anh em thấy là ai nói gì tự nhiên mình sừng cộ lên đó, đó là bột nó dậy lên đó, men nó dậy lên đó. Men gì? Gian ác, độc dữ. Nói mà động cả là sang tay áo rồi, phải không? Và chúng ta dùng cái men cũ. Như vậy thì chúng ta không thể nào trở thành bánh không men được. Chúng ta muốn kinh nghiệm sự sống thật, kinh nghiệm sự bảo vệ thật, kinh nghiệm sự thành công thật, kinh nghiệm sự quyền năng thật trong chiến con của lễ vượt qua, thì anh chị em phải bắt buộc chúng ta phải dẹp cái men cũ này. Men này được xử lý qua chiến con của lễ vượt qua. Chúng ta thấy rất rõ, ở đây nói nè, vì Đấng Christ là chiến con lễ vượt qua chúng ta đã bị giết rồi. Như vậy thì anh chị em phải nương nhờ vào trong sự chết của Chúa Giêsu thì anh em mới đủ sức để dẹp cái men cũ này đi được, lột bỏ cái tính xác thịt này ra khỏi đời sống của chúng ta được. Ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta chẳng làm gì được đâu. Ngoài thập tự giá Chúa Giêsu chúng ta chẳng làm gì được. Cho nên Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 nói rằng là thông qua thập tự giá của Chúa mà cái kẻ thù nghịch bị tiêu diệt. Trong mỗi người chúng ta đều có cái kẻ thù nghịch, và cái kẻ thù nghịch đã bị tiêu diệt qua thập tự giá rồi. Vì vậy mà anh chị em bắt đầu không còn men gian ác độc dữ nữa. Chúng ta, cái lời nói của chúng ta nấu ra đó, nó có men hay không là người nghe họ sẽ biết ngay. Họ cảm nhận cái men đó ngay. Đôi khi bản thân chúng ta cũng không nhận ra, nhưng mà người khác thì nhận ra. Đôi khi cái men của chúng ta nói nó có cái mốc, nó có cái ngoéo, nó không có ân hậu, nó không có sự mềm mại. Và tôi thấy rõ lắm trong cái cuộc đời của tôi ngày trước, khi tôi chưa bị được bắt phục, Thánh Linh bắt phục, thì tôi nói chuyện ra, nói là tôi nói làm sao phải có cái lưỡi câu. Anh chị em có biết cái cách nói đó không? Nói móc, nói ngoéo, nói cạnh, nói khóe, nói xiên, nói xỏ, không nói thẳng. À. Rồi nó kiểu khôn, gọi là khôn lanh đó. Nó đủ cho ở trong cái con người mình hết. Cho nên là bánh không men đó là chính là lời của Đức Chúa Trời đã thấm nhuần ở trong chúng ta. Và thông qua chúng ta có thể chia sẻ ra. Ở đây câu 7 phần A đó, làm cho sạch mình khỏi men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men. Anh em trở nên một nhồi mới không men. Ai là người nhồi cái bột này? Chúa là người nhồi. Và nhồi cái bột không men này thì mới làm ra được cái bánh không men. Như vậy từ tôi và anh chị em sẽ làm cái bánh không men.
Vậy thì chúng ta phải ăn thịt chiên con với bánh con men, có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời cùng với chúng ta. Chúng ta là người làm chứng về điều đó. Chúng ta là sự sáng của Chúa qua đời sống chúng ta mà thế gian này biết về Chúa. Chúng ta đừng có chạy trốn trách nhiệm. Nhìn Chúa, đừng nhìn tôi. Không, chúng ta lại là một nhồi. Chúng ta là sự sáng của thế gian, chúng ta là muối của đất. Rồi, câu phần cuối nè. Chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Như vậy, trong cái bánh không men đó là thật thà, lẽ thật. Thì cả hai cái điều này chúng ta thấy nó phải đi chung với nhau. Và cái thứ ba đó là gì? Đó là rau đắng. Chúng ta xem ở trong Côn Tô Nhì. Có đoạn 7. Câu 10. Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Ở đây rau đắng nó bày tỏ cho, đó là một cái hình ảnh cho chúng ta về một cái thái độ đời sống, đau buồn về tội lỗi. Cho nên nó cần phải có kết hợp. Chúng ta ăn bánh không men nhưng mà kết hợp với cái đời sống tinh kính, đời sống ăn năn. Ăn chiên con là phải ăn như vậy. Ở đây nó không ăn nửa chín nửa sống. Không ăn nửa chín nửa sống, cũng không có luộc. Quay thì quay ở đâu? Quay trên lửa cả. Lửa cả là lửa gì ạ? Lửa lớn nha. Quay trên lửa cả, lửa lớn. Bây giờ chúng ta xem coi, ngày xưa đó, thầy tế lễ khi dân của tế lễ thì phải dâng lên trên cái bàn thờ dân của lễ thiêu, và trên đó họ đốt lửa, và khi con chiên mà bị giết rồi thì lấy cái thịt nó đó để lên trên cái bàn thờ dân của lễ thiêu đó và đốt cho nó cháy lên. Mà Chúa ngài hưởng cái mùi thơm đó. Kinh Thánh nói là ngài hưởng cái mùi thơm đó. Nhưng mà Chúa không phải ăn, Chúa ăn thịt nướng nha. Chúa hưởng cái mùi thơm đó là hưởng cái tấm lòng của chúng ta dâng lên cho Chúa đó. Vậy thì quay là quay trên lửa cả, lửa phải đủ. Lửa phải đủ để cho nó cháy luôn thịt, nó chín thịt. Chứ không phải quay lửa mà lửa nửa chín nửa sống, lửa kiểu mà dốt dốt đâu. Nhưng mà ngày hôm nay trong Giao Ước mới thì chúng ta đâu có bao giờ chúng ta làm thịt chiên con để chúng ta chất trên lửa chúng ta quay đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn dâng của lễ thiêu hàng ngày, hàng tuần mà chúng ta không biết á. Chúng ta xem Hebrew 13 câu 15. Hebrew 13 câu 15. Vậy thì chúng ta dâng của tế lễ bằng sự ngợi khen phải không? Bằng cái gì? Môi miệng xưng danh Chúa ra. Sứ đồ Gia Cơ nói là gì? Lưỡi chúng ta như là lửa, phải không? Cho nên khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi hát ca ngợi Chúa thì chúng ta như là lửa đang đốt lên. Nhưng mà anh chị em nhớ là phải là lửa gì? Lửa lớn nha. Thờ phượng ra thờ phượng, ngợi khen ra thờ ngợi khen, hết lòng như sáng nay vậy đó. Rúng động ở dưới luôn. Amen. Chứ đừng có kiểu mà thờ phượng, tôi nói nhiều khi vô thờ phượng cái buổi có nhiều cái chỗ thờ phượng, xin lỗi nó chán ơi là chán, nó nổi lần là tôi cũng mất lửa luôn. Mình muốn vô để mình cùng tham gia thờ phượng, để cùng chia sẻ lời Chúa. Có nhiều khi có một chỗ hát có hai bài, các em kêu hát thêm nữa đi thờ phượng Chúa thêm đi. Thôi đủ rồi, hai bài đủ rồi, hát cho Chúa hai bài vậy được rồi. Rồi họ nhiều khi là có thể có những chỗ chúng ta không thể hát được, là chòm sớm họ thương họ kiện chúng ta không hát được, thì như vậy chúng ta vẫn dâng lời ngợi khen được chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây đang muốn nói về cái thái độ của chúng ta trong cái sự ca ngợi Chúa đó. Chúng ta phải ca ngợi Chúa một cách hết lòng,
Đừng có ca ngợi Chúa cái kiểu nửa sống nửa sống nửa chín. Nhiều khi chúng ta nói với người khác, coi nó làm ăn sống nhăn à, có nghĩa là làm ăn không ra tới chốn. Anh em thử đi, anh em nướng cá mà nó sống ra ngoài nhìn nó khét hết mà ở trong thì nó còn đỏ quét à, thì ăn không? Nó không ăn được. Cho nên là nó cái lửa nó phải đủ, đủ nóng thì nó sẽ vừa chín bên ngoài và nó cũng rất là chín ở bên trong và thơm. Hả? Thờ phượng Chúa thì sao mà khi dừng lại mọi người vẫn còn đang ngơ ngác và còn vẫn còn giống như đang lân. Đấy. Thờ phượng Chúa cũng vậy đó, say trong Thánh Linh, vui mừng trong Thánh Linh, ngọt ngào trong Thánh Linh. Và chúng ta có những cái thời gian mà chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng. Còn cái thờ phượng Chúa mà Chủ nhật thì chung hết nhiều hạn tuổi, cho nên là có thể nó ở trong cái mức giới hạn. À, ở nhà thờ truyền thống, không biết ai có biết cái câu bài hát này: xin dâng hết thay cho Giêsu tôi tình, nguyện hiến trinh thân thế này. Ai ai biết bài này? Yeah. Rồi tiếp điệp khúc nè, điệp khúc nè, 2 3. Hiến ca thay cho Ngài, lạy Giêsu tôi hiến ca thay đây, hiến ca thay cho Ngài. À, chúng ta cùng nhau dâng hiến. Hiến ca thay cho Ngài. Ồ, 200 nhiều quá. Hiến ca thay cho Ngài. Ồ, 20 cũng nhiều hơn đó. Lạy Giêsu tôi hiến, à đây, nói đây rồi, ca thay đây, hiến ca thay cho Ngài. Có không, có không ạ? Ồ, cái lòng thì hiến cả thải cho Ngài, quăng hoài luôn, hiến ca thay cho Ngài. Tôi thấy Chúa ngồi ở trên mà Chúa thương. Chàng ơi, thương con quá. Rồi khi mình hát ngợi khen cũng vậy nữa. Thì khi hát, nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Giêsu muôn lời chúc tôn. Nhưng mà nhiều khi mình hát nó làm sao đó. Mình hát nó giống như là mới mất sổ gạo á. Mấy người mà lớn tuổi biết mất sổ gạo là gì à? Đúng không chúng ta? Tức là cái người ngày xưa đó là mỗi một gia đình như vậy, bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu khẩu là ghi vô. Ví dụ nhà tôi 5 người thì ghi chủ hộ này, là thêm 4 người nữa. Và nó cấp gạo, được mua gạo theo cái nhân khẩu này. Mà cái phiếu đó là phải được đóng dẹp mộc. Mất cái sổ này coi như là không mua gạo được. Cho nên đi đến mà để mua gạo, để nhận gạo đó, rồi chen lấn đó là cái rớt mất, hoặc là bị giật mất, là cái mặt buồn so, coi như là cả nhà là đói hết. Cho nên là nhiều khi mình thờ phượng Chúa như là mất sổ gạo vậy đó. Trong khi mình đi đến thờ phượng Chúa, ngày hôm qua chúng ta nói về vấn đề là gì? Đến ngay thi ân của Chúa mà, phải không? Nhận cái gì? Nhận thương xót, nhận ân điển. Ô, thương xót và ân điển của Chúa quá lớn mà chúng ta nhận cái kiểu. Mà mỗi lần chúng ta hát ở khen Chúa thì sự vinh hiển của Chúa đến. Hát ở khen Chúa, vinh quang của Chúa đến. Nhưng mà nhiều khi chúng ta hát, nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Giêsu muôn lời chúc tôn, Alleluia, thờ phượng bằng tâm linh. Ngứa quá, mệt quá. Vỗ tay cho điều tôn cao Giêsu danh thần diệu kỳ, tôn vinh chúc tôn Giêsu đấng con hằng yêu quý, Alleluia, gửi mày đi nè. Ngày nay thì nó thích hợp, ở trong đây có kinh thánh, có đủ thứ hết trơn, nhưng mà đôi khi kinh thánh không biết có mở hay không, chứ mà ngồi tôi thấy là lướt Facebook là có đó, đúng không? Rồi coi ai comment đây, sao mày không like cho tao, like đi, like. Nhiều khi tôi đang thờ phượng Chúa, tại vì kết nối với nhau, ai mà like hay gì là nó hiện lên máy của tôi hết trơn à.
Tự nhiên đang thờ con Chúa, đáng thờ con Chúa ngọt ngào, tự nhiên cái like, thấy người đó đang like, cái người đó comment cái gì đó, tức là người đó không có tập trung thờ con Chúa. Đúng không? Cho nên làm sao mà chúng ta có thể dâng mà gọi là cả đầu dò lòng bộ lòng được? Chúng ta không có thể dâng lên Chúa một cách hết lòng được. Cái của lễ thiêu này không có hết lòng. Mà của lễ không hết lòng thì Chúa không nhầm được. Cho nên thà bây giờ một buổi ngày Chủ nhật, chúng ta hãy dành hết cho Chúa đi. Để trọn lòng. Mà xin Chúa thay đổi chúng ta thì cách để chúng ta hưởng, chúng ta thờ phượng Chúa. Không phải vì chúng ta phải có một cái nơi nhóm đầy đủ dụng cụ, đầy đủ nhạc cụ mới là hết lòng đâu. Có lần chúng tôi thờ phượng Chúa không có cái nhạc cụ, cho ông chỉ có cây đàn guitar duy nhất. Và chúng tôi lấy cái máy lon ra, lấy cái thùng ra, lấy cái nồi ra, lấy cái gì đó, cái nắp ra, gõ sen sen sen, thờ phượng Chúa say sưa. Cũng được á, chập chỏ mã la, kêu rền đủ thứ để ngợi khen Chúa. Cho nên anh em hãy thay đổi lại cái cách dâng của lễ thiêu của chúng ta nha. Dạ. Ở đây chúng ta thấy là Chúa kêu là phải ăn chiên thịt quay và quay trên lửa cả. Lưu ý nè, từ đầu nè, do nè và bộ lòng. Từ cái thái độ bên trong lẫn bên ngoài cũng như lời của Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúng ta, nó là một cái sự trọn vẹn của lời Chúa chứ không phải chỉ có một cái phần nào đó của lời Chúa. Vì ca ngợi Chúa cũng vậy, những cái mỹ đức, những cái quyền năng, những phép là sự vinh hiển của Chúa, chúng ta ca ngợi Ngài. Cho nên nó là phải là một cái của lễ trọn vẹn. Yeah. Rồi chúng ta xem tiếp. Ngươi chớ để còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Điều này có nghĩa là gì? Ngày nào đủ cho ngày đó. Ngày nào thuộc linh của ngày nào, thờ phượng Chúa ngày nào đủ cho ngày đó. Không có phải thờ phượng Chúa là bữa nay con thờ phượng Chúa nguyên một ngày, nguyên tuần con nghỉ. À, ăn một ngày, ăn cho thiệt là no, bội thực, tuần sau đói. Không phải như vậy. Mà nó là phải ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Cũng được ăn chiên con dâng lên cho Chúa. Rồi cái cách ăn là gì? Ăn thịt đó như dây lưng cột, chân mang dài, tay cầm gậy, ăn hối hả là vượt qua. Đây là một cái tư thế lúc nào cũng sẵn sàng. Vì Chúa không biết chúng ta ngày nào Chúa đón chúng ta đi. Đúng không ạ? Ngày nào cũng sẵn sàng hết. Thờ phượng Chúa một cách hết lòng sẵn sàng hết. Nghe lời Chúa sẵn sàng cho bất cứ lúc nào mà Chúa đón chúng ta đi. Rồi bây giờ trở lại cái chỗ mà chúng ta thấy bôi trên mài cửa và hai cột cửa. Thì chúng ta xem câu 12 đây. Đêm đó ta sẽ đi qua Sipto hành hại con đầu lòng của Sipto. Từ người ta cho đến súc vật, ta sẽ đón xét các thần của Ipto, ta lấy sự qua. Ở đây Chúa hứa rằng Ngài đón xét các thần của Ipto. Tức là những cái thần linh của Ipto nó sẽ bị xét phán xét. Còn chúng ta thì sao? Những người tin nhận Chúa, con của cái của Chúa có ăn thịt chiên con thì sao? Câu 13, huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Như vậy chúng ta thấy ở đây, cái huyết bôi trên mài cửa nè, và hai cột cửa này, đây là cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu để thiên sứ quỷ diệt khi đi ngang qua, nhìn thấy cái dấu hiệu này thì thiên sứ làm gì? Bỏ và đi qua tiếp. Tức là người có dấu hiệu của huyết sẽ không bị hủy diệt. Người có dấu hiệu của huyết thì con trai đầu lòng được bảo vệ, tức là trở thành con trưởng của Chúa. Người có dấu hiệu của huyết sẽ được sự bảo vệ, được chuộc, không bị quỷ diệt. Môi-se không dùng huyết để rải lên khắp căn nhà của tín đồ, của dân sự. Nhưng ông chỉ bôi ở đâu? Trên mài cửa và hai cột cửa. Ngày nay chúng ta không phải bôi huyết trên toàn người của chúng ta. Nhưng Chúa chỉ cần chúng ta xưng huyết trên môi miệng, mài cửa và hai cột cửa của chúng ta. Nghe, tin và xưng nhận. Nghe, tin và xưng nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa, là anh em được vượt qua. Anh em được sự bảo vệ. Và giá trị của huyết này ở tại xứ Ai Cập
nó chỉ có giá trị ngay trong lúc này. À, mỗi năm dân Israel phải dâng sinh tế một lần. Nhưng giá trị của huyết mà tôi và chị em xưng nhận là huyết của Chúa Giêsu có giá trị bao lâu? Đời đời. Anh em được bảo vệ đời đời. Anh em được đánh dấu ấn đời đời. Anh em được chuộc đời đời. Anh em được yêu thương đời đời. Anh em được bảo vệ đời đời. Anh em được tha thứ đời đời. Và chúng ta ở trong giá chuộc của huyết của Chúa Giêsu. Ngài là đấng trung bảo đời đời để cầm giữ cái giao ước này cho chúng ta. Cho nên nhiều anh chị em cũng thường, như tôi đã từng giải thích trong cái đợt lần trước, là chúng ta cứ cầu nguyện, cứ xin huyết của Chúa hoài à. Mà huyết của Chúa đã đổ rồi mà, đã cho mình rồi mà, đã đánh dấu cho mình chưa? Vậy sao cứ xin hoài vậy? Chúng ta thấy ở trong văn nhất, đoạn 1, câu 7 và câu 9. Thì chúng ta xem ở trong câu 9 á, thì nói là như thế này nè. Nếu chúng ta xưng tội. Thì sao ạ? À? Ngài lấy là thanh tín. Rồi công bình. Tha tội. Nhưng mà văn đoạn 1 câu 7 thì sao ạ? Nếu chúng ta đi trong sự sáng như Ngài trong sự sáng thì sao ạ? Chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết Chúa Giêsu làm sạch tội. Hai cái này chúng ta xem. Cái câu thứ 7 là trước đúng không ạ? Câu thứ 7 đi trước đúng không? Nếu chúng ta đi trong sự sáng như Ngài trong sự sáng thì sao? Giao thông cùng nhau. Và khi chúng ta giao thông cùng nhau ở đây là giao thông với Chúa và giao thông với nhau, thì huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội chúng ta. Anh em đi trong sự sáng, anh em có dơ nữa không? Có không? Đi trong sự sáng có dơ không? Đi trong sự sáng mà dơ hả? Ở đây nói là nếu chúng ta đi trong sự sáng như chính Ngài đi trong sự sáng, thì chúng ta sẽ giao thông với nhau. Thật ra chúng ta tin nhận Chúa là trong mắt của Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là sạch. Nhưng mà thật sự trên đời sống chúng ta thật sự là chưa sạch. Và Chúa nói là cái người chưa sạch điều. Thì chúng ta đi trong sự sáng, chúng ta phải giao thông với sự sáng. Giao thông với Ngài, lời của Ngài, tương giao với Ngài và với nhau, với anh em. Thì huyết của Chúa Giêsu làm sạch tội chúng ta. Như vậy chúng ta đi trong sự sáng thì huyết của Chúa giống như automatic vậy đó, làm sạch tội của mình. Nhưng nếu chúng ta không đi trong sự sáng thì sao? Ở trong câu số 8, chúng ta xem văn nhất đoạn 3, đoạn 1 câu 8. Vì bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta đâu. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, như vậy một người nói rằng tôi không có tội thì người ta đang nói dối. Như vậy khi mà mình nhận biết mình có tội thì sao? Thì nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, tha tội chúng ta và làm tâm sạch mọi dân ác. Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng phải lôi tội mẹ, tội cha, tội chắc, tội chích, ngày nào cũng xưng ra. Phải như vậy. Nhưng mà khi ta đi trong sự sáng, ở trong lời của Đức Chúa Trời, ngay cả khi ta đọc lời Chúa, gáo lời Chúa, thì chúng ta soi mặt mình trong gương, thấy mình dơ là mình đã rửa rồi. Chúa nói rằng ai có thai có tội thì hãy lau tay mình, ai có hai lòng phải làm sạch lòng mình đi. Chứ không phải đợi khi đến khi chúng ta thờ phượng rồi bắt đầu chúng ta mới ăn năn. Nếu trong suốt một tuần lễ anh em đi trong sự sáng, anh em có cần phải ăn năn để bước vào trong sự thờ phượng Chúa không? Không. Anh em bước vào trong sự vui mừng, chúng ta chỉ muốn đến để mà tìm nhận lấy cái phước hạnh của Chúa. Còn nếu như một tuần lễ mà chúng ta không đi trong sự sáng, rồi bắt đầu tới ngày Chủ nhật, bắt đầu bước vô, bắt đầu ngồi, bắt đầu kiểm tra lại. Thứ hai, phạm tội gì? Thứ ba, phạm tội gì? Thứ tư, chúng ta lôi ra. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, thay vì dân của lễ,
bằng sự ngợi khen tôn vinh chúc tụng. Thì bây giờ chúng ta đang làm của lễ chuộc tội. Anh chị em muốn loại nào? Muốn đi trong sự sáng như ngài trong sự sáng, hay là chúng ta muốn là cứ ngày cho chúng ngày nào cũng phải lôi tội ra, lôi ra rồi chúng ta xưng tội? Cái quyền năng của huyết của Chúa thanh tẩy chúng ta khi chúng ta đi trong sự sáng. Còn không á, là chúng ta cứ bị định tội liên tục, đi đến là vương Chúa nhưng cứ bị định tội liên tục. Chúng ta cứ gầm mặt xuống, chúng ta không hết lòng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong khi Kinh Thánh Chúa nói trong Đấng Christ không còn sự định tội hay là đoán phạt trên cái nào ở trong Chúa Giêsu. Cho nên huyết đã bôi trên mài cửa và hai cột cửa. Tôi tin huyết của Chúa đang ở trên mài cửa và hai cột cửa của tôi mãi mãi. Tôi tin vào giá chuộc của Ngài trọn vẹn. Tôi có nhiều khi anh chị em biết không, nhiều người cầu nguyện á, cầu nguyện rồi cái điều nó thừa mà không biết. Ví dụ nha, Chúa ơi xin Chúa Ngài ở cùng con, Chúa ơi. Chúa ơi ở cùng con nha Chúa. Chúa ơi đừng có xa cách khỏi con nha Chúa. Chúng ta cầu nguyện giống như ông David vậy đó. Là Chúa, xin Chúa chớ cất khỏi con Thánh Linh Chúa. Quăng quại luôn. Cũng cầu nguyện theo Kinh Thánh. Nhưng mà đó là thời cựu ước. Thời tân ước thì Thánh Linh ở với chúng ta gì? Đời đời. Chúa ơi, Thánh Linh Chúa ở cùng con nha Chúa. Rồi tôi thấy nhiều người anh em đó, chúc phước, nguyện Chúa ở cùng mục sư nha. Chúa ở cùng mục sư nha. Nhiều khi tôi nói amen vậy thôi, chứ thật sự tôi nói rằng là có lúc bao giờ mà Chúa lìa tôi đâu. Đúng không ạ? Cho nên cái đó là cái lời của cửa miệng. À, anh em công giáo thì nói sao? Chúa ở cùng anh chị em. Ở dưới sao? Chúa ở cùng cha. Nhưng mà thật ra Chúa, mình tin nhận Chúa thì Chúa ở cùng không? Ta ở cùng luôn với ngươi cho đến tận thế mà. Cho nên cái câu đó là câu thừa. Nhưng mà nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho anh chị em. Xin Thánh Linh đồng công với anh chị em được. Tại vì đó là công việc, phải không? Cho nên cái nhiều khi chúng ta cầu nguyện nó thừa. Chúa ơi xin huyết của Chúa bảo vệ con, huyết Chúa che chở con, huyết Chúa bao phủ con từ đỉnh đầu đến bàn chân. Cái câu đó là anh em cầu nguyện thừa. Tại vì huyết đã bảo vệ rồi, có giá chuộc rồi. Thiên sứ nhìn thấy cái dấu hiệu của huyết, chứ không phải thiên sứ nhìn thấy cái đống huyết. Phải không ạ? Vừa rồi có một chị em gọi cho tôi mừng lắm. Ô, cảm ơn Chúa thời Covid này, cái hội thánh kia, hội thánh bên nước Mỹ họ giàu lắm. Ông mục sư tổng quản nhiệm, ổng mướn một cái máy bay riêng, ổng bay lên trên, ổng xin huyết của Chúa bao phủ cái thành phố này để tiêu diệt virus. Rồi mấy cái thành phố mà không có cái xe máy bay thì sao? Nó lần là phải bay lên cao như vậy thì xin huyết Chúa bao phủ cái, giống như mình khi cái thùng huyết đó, mình rải ra cái huyết nó lan tỏa trên cái thành phố này. Rồi mấy cái chỗ mà không có cái máy bay thì sao? Giống như đốt pháo sáng. Có nhiều cái mà chúng ta thấy là mình làm nhưng mình không chẳng biết, chẳng có hiểu cái điều mình làm mình là đúng hay là sai. Yeah. Cứ làm theo cái truyền lại mà chưa có kiểm, không có kiểm chứng bằng trong lời của Chúa. Dạ, yeah, thì đó, thì có những người như vậy đó, họ nghĩ vậy cho an tâm. Nghĩ huyết Chúa bao phủ cái nó an tâm hơn là không cần nói, không nói. Yeah. Chẳng hạn như là Chúa ơi, Ngài ở cùng con nha. Con tin Ngài ở cùng con, đừng có lìa con nha. Mình cầu nguyện giống như là cho trấn an thôi, nhưng mà thật sự Chúa đang ở cùng chúng ta mà.
Bởi vì khi anh em hiểu được rằng Chúa luôn luôn ở cùng mình đã có giá chuộc rồi, mình là người công chính, mình người thánh, người yêu dấu của Chúa, mình có quyền năng của Chúa, anh em xử lý ngay khi tà linh nó lộ diện là xử lý ngay. Chứ không có cần phải là hỏi ý Chúa, ngài có đuổi con quỷ này không? Chúa ơi, ngài có muốn chữa cái bệnh này không nữa? Và chúng ta biết ở trong dòng chảy của Thánh Linh, chúng ta hiểu được những điều đó. Nhưng mà ai xin huyết thì cứ xin. Tôi có rồi, tôi xin chi nữa? Tôi không xin thêm, tôi đủ rồi. Dạ, tại vì cái thói quen rồi. Dạ, cái thói quen. Rồi, như vậy thì anh chị em thấy ở đây cái lễ vượt qua, cái lẽ thật của lễ vượt qua đó chính là Chúa Giêsu đã chịu giết ha, thông qua sự chết của Ngài, rồi Ngài cũng sống lại đảm bảo sự cứu chuộc cho tôi cũng bà chị em ha. Rồi chúng ta tạm giải lao một chút. Mình còn nước không mấy đứa?